Bạn có đang gặp phải bất cứ vấn đề gì về sức khỏe? Bạn có thực sự quan tâm đến sức khỏe của bản thân và người thân? Nếu có, hãy đến với chúng tôi qua chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp Bạn hỏi thầy thuốc trả lời. Những thắc mắc, lo lắng của bạn về sức khỏe sẽ được các bác sĩ chuyên gia đầu ngành nhiệt tình giải đáp rõ ràng, cụ thể. Cùng với đó là nhiều phần quà hấp dẫn của chương trình dành cho những khán giả may mắn. Mời quý khán giả kết nối trực tiếp với chương trình qua tổng đài tư vấn 1900 3192. Chương trình tư vấn sức khỏe Bạn hỏi thầy thuốc trả lời truyền hình trực tiếp từ 15 đến 16 giờ thứ ba và 14 giờ 45 đến 16 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời quý khán giả đón xem và kết nối trực tiếp với chương trình.